Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Lý Quốc Hùng đã trao quyết định cho ông Đỗ Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương. Trải qua nhiều năm công tác, ông Đỗ Anh Tuấn có nhiều kinh nghiệm gắn bó với lĩnh vực ngành công thương, đặc biệt là giai đoạn từ 2006 đến nay. Ông Đỗ Anh Tuấn là người đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Thanh tra Bộ, vị trí nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương Lê Việt Long cũng cho biết, để các quyết định thanh tra ngày càng chắc chắn, minh bạch và khiến mọi người tâm phục khẩu phục, cần có sự đoàn kết thống nhất của tập thể Thanh tra Bộ. Trong thời gian sớm nhất, Thanh tra Bộ sẽ kiện toàn nhân sự, tạo điều kiện để các cán bộ cống hiến trở thành những nòng cốt cho đơn vị, cũng như phát triển nguồn nhân lực cho các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.